khóa học giám đốc nhân sự. Đối tượng tham gia, giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự tham gia để hiểu và sử dụng cơ chế khoán CCVE để có cùng góc nhìn với CEO để bổ sung hoàn thiện kỹ năng quản trị nhân sự. 2. Chuyên viên nhân sự có lộ trình phát triển trở thành trưởng phòng hoặc giám đốc nhân sự tham gia để bổ sung kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị nhân sự. 3. CEO, giám đốc điều hành công ty nhằm hiểu được tâm lý và phương pháp để quản trị nhân sự cấp cao, hiểu được luồng công việc, thẩm định và kiểm soát kế hoạch của bộ phận nhân sự. Mục tiêu chương trình: 1. Giúp cho giám đốc nhân sự hiểu và quản trị hệ thống nhân sự đồng nhất với chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp mà CEO đề ra. 2. Giúp cho giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự biết cách quản trị theo cơ chế khoán CCVE hiệu quả với hệ thống công cụ CCSC, CCSD, CCSP từ chiến lược của công ty đến từng phòng ban và nhân viên. 3. Giúp cho giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự xây dựng được luật chơi trong doanh nghiệp cho CEO để phục vụ cơ chế khoán toàn diện CCVE. 4. Giúp cho giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự bổ sung, hoàn thiện các kiến thức về tâm lý con người, hiểu được quy luật tư duy để có các chính sách nhân sự hiệu quả. 5. Giúp cho giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự hoàn thiện các kỹ năng, nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực, sa thải nhân sự và xây dựng được hệ thống công cụ, báo cáo để điều hành bộ phận. 6. Giúp cho CEO nắm bắt được tâm lý để quản trị nhân sự cấp cao và hiểu được luồng công việc của bộ phận nhân sự để phê duyệt thực hiện và kiểm soát hiệu quả. Nội dung đào tạo: 1. Nền tảng tâm lý và tư duy của con người, hiểu và phân tích được nhu cầu của mỗi con người khi đi làm, lập trình tư duy của con người từ khi nhận được thông tin đến thái độ và hành động, cảm hứng của con người đến từ đâu, với mục tiêu giúp hiểu, phân tích được tâm lý của con người để có các phương pháp tác động và chính sách nhân sự phù hợp. Công cụ: bài tập phân tích động lực của con người. 2. Ứng dụng cơ chế khoán toàn diện CCVE trong quản trị nhân sự doanh nghiệp, thẻ điểm cân bằng BSC trong doanh nghiệp, ứng dụng cơ chế khoán toàn diện CCVE cho doanh nghiệp, xây dựng hệ thống hạn mức chi phí nhân công cho doanh nghiệp, sử dụng hệ thống công cụ CCSC, CCSD, CCSP để xây dựng chính sách nhân sự trên cơ sở chiến lược phát triển của doanh nghiệp, phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp trên nền tảng các quy trình vận hành của doanh nghiệp. Mục tiêu: hiểu, ứng dụng được và thực hành với bộ công cụ CCSC, CCSD, CCSP trong phương pháp quản trị CCVE toàn doanh nghiệp. Công cụ đi kèm: bộ biểu mẫu CCSC, CCSD, CCSP. 3. Luồng công việc, các kỹ năng và hệ thống báo cáo. Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực, sa thải nhân sự trong doanh nghiệp. Hệ thống công cụ phục vụ cho công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, sa thải nhân sự. Hệ thống báo cáo mẫu, ngày, tuần, tháng, quý, năm. Mục tiêu: hoàn thiện các kỹ năng quản lý nhân sự, xây dựng bộ máy hiệu quả trong bộ phận nhân sự và hệ thống báo cáo tối ưu. Công cụ đi kèm: mẫu biểu quản lý nhân sự, báo cáo ngày, tháng, năm. 4. Triển khai thực tế, phương pháp làm việc với CEO và phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong công ty. Các bước triển khai tại doanh nghiệp sau khóa học. Mục tiêu: hành động triển khai được ngay sau khi khóa học kết thúc. Công cụ đi kèm: bảng kế hoạch hành động. Phương pháp huấn luyện lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, chuẩn hóa cùng các CEO Master cùng công cụ Excel, hoàn thiện các thông số theo dõi trên cơ cấu tổ chức CCSD phòng hành chính nhân sự. Có ngay cơ cấu tổ chức, hạn mức quy lương, hạn mức chi phí vận hành phòng hành chính nhân sự và bộ báo cáo mẫu có thể ứng dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Huấn luyện dựa trên nhiều tình huống thực tế của các doanh nghiệp. Giá trị gia tăng: được học lại miễn phí, được tham gia cộng đồng doanh nhân Việt Nam, được sử dụng các dịch vụ của CEO Việt Nam, tư vấn tại doanh nghiệp, tuyển dụng nhân sự, thiết kế bộ nhận diện tổng thể với chính sách nội bộ, được tặng phần mềm CEO Brain 1.0 cùng bộ phận kinh doanh và tổng thể doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch kinh doanh kỳ mong muốn, được cùng người thân tham gia chương trình Đạo Phật và Cuộc Sống. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ website ceovietnam.edu.vn, hotline 0986776622, 1800 2002.